Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sửa chữa máy rửa mặt Foria Luna 3 hoặc là Foria Luna Mini 3 dùng ứng dụng Foria. Một số thông tin của nhà sản xuất, nó nói những cái máy như thế này sử dụng công nghệ sóng âm T-Sonic. Cấu tạo bên trong á, nó sẽ dùng một con IC vi điều khiển, mã của nó là CC2640. Con vi điều khiển này có chức năng là điều khiển motor room nè, thu phát Bluetooth. Tại vì những cái máy này nó sẽ được kết nối với điện thoại thông qua ứng dụng bằng kết nối Bluetooth, đồng thời nó sẽ điều khiển nguồn và sạc pin thông qua cái con vi điều khiển CC2640. Khi các bạn mua một cái máy rửa mặt về của hãng Foria thì nó sẽ có một cái máy và một cái cáp sạc USB. Kết nối với củ sạc điện thoại hoặc là các bạn cắm vô các lỗ cắm của máy tính bàn hoặc là laptop để mà sạc pin. Ở đây phía sau này nó sẽ là một cái jack sạc ha. Mình cắm trực tiếp vô. Khi mà cái đèn báo này nó nhấp nháy là nó trong quá trình sạc. Còn khi mà cái đèn báo LED trên đây nó đứng yên, có nghĩa là quá trình sạc của mình đã đầy, thì lúc đó mình nên rút cái jack sạc ra ha. Các bạn mua một cái máy rửa mặt về thì nó sẽ có hai cái cách để mà các bạn sử dụng. Một là các bạn nhấn một nút này nè, nhấn một lần, hoặc là các bạn nhấn hai nút trong chế độ nó mạnh rung mạnh đây. Cái chế độ mà nhấn nút một lần để cho nó hoạt động á thì các bạn có thể dùng trên app Foria. Các bạn dùng iOS hoặc Android, các bạn tải ứng dụng Foria về và mình cài đặt các vùng da để mình điều trị ha. Đây, nó sẽ điều khiển được cái tốc độ rung nè, rồi cái thời gian rung như thế nào. Còn cái chế độ mà hai nút ấn, các bạn bấm nút này hai lần á thì nó sẽ rung mạnh ha. Nó rung mạnh và rung liên tục. Tất cả các hướng dẫn sử dụng á, nó sẽ đều có một cái sách và đi kèm khi các bạn mua cùng một cái máy. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mình tháo cái máy này ra. Mình thấy các bạn ở trên mạng á, hay sử dụng cái kéo để các bạn cắt nha. Tại vì cái máy rửa mặt này á, nó sẽ hoàn toàn được chống nước. Bên ngoài nó sẽ phủ một lớp silicone và phần đế dưới này cũng được dán keo rất chắc chắn. Ngay các phần jack sạc bên trong á, nó cũng đã được phủ keo để cho giả sử trường hợp như nước nó chui qua đây á, thì nó sẽ không làm ảnh hưởng đến bao mạch bên trong. Các bạn muốn mở ra, trước hết á, các bạn lấy cho mình một cái vật giống như cái mũi dao mình sẽ nạy. Ở đây mình đã nạy trước rồi, các bạn sắn bê bên trong, nó vẫn keo rất trắng. Mình bẫy lên, đây mình tách được cái phần đế. Phía dưới này nó dãy dán keo. Tất cả các phần thân máy và phần silicone vỏ bên ngoài nó đều cũng được dán keo. Vì vậy mình không nên dùng những cái vật sắc nhọn mình nạy. Như vậy sẽ làm rách cái miếng silicone này, nó dễ thấm nước ha, và nó làm mất thẩm mỹ.
trong quá trình sửa chữa, như các bạn thay pin hoặc là các bạn sửa bo mạch bên trong á, thì mình đảm bảo là cái phần vỏ bên ngoài này sẽ được giữ nguyên. Phần phía dưới này á, tuy nó một các bạn nảy lên nhiều khi nó rách một xíu, nhưng sau đó mình dán keo á, với cái đế này ép lại thì nó sẽ kín y như lúc đầu, không quan trọng về vấn đề đó. Ở đây mình sẽ dùng một cái cây nhựa, mình sẽ nảy từ từ, mình chọt sao cho nó tách cái phần vỏ và cái phần thân máy nhựa bên trong bảo vệ bo mạch á. Các bạn làm cho thật kỹ vào ha, để cho nó tách, tại vì hai cái lớp này á nó sẽ dính với nhau. Ở đây mình hướng dẫn cho các bạn muốn sửa chữa hoặc là các bạn muốn tự thay pin sửa mạch bên trong, mình làm hơi kỹ một tí. Các bạn lấy cây nhựa các bạn nảy đều ha, bên hông rồi phía sau, mình làm tương tự như vậy, nảy sát phần phía trên này luôn. Toàn bộ những cái phần silicone này nó được dán keo rất cứng ha, mình dùng tay không mình bóc á nó sẽ rách. Sau khi các bạn đã tách được cái lớp keo này ra, mình sẽ lột nhẹ, lột nhẹ hai bên. Rồi các bạn lần từ từ xuống thôi. Làm nhẹ tay, làm từ từ ha, không thôi nó rách cái miếng silicone này. Cái miếng này nó có chứa mấy cái gai để mình mát xa mặt ha. Ở đây mình sẽ tách được cái phần silicone còn nguyên vẹn. Không bị rách ha. Một số các bạn mà không biết làm á, các bạn dùng kéo các bạn cắt á, sẽ hư cái miếng này ha. Ở đây mình còn nguyên. Sau khi tách xong á, mình sẽ lấy được cái phần thân máy. Thân máy là phần này được dán keo rất kín nè. Ở đây mình cũng sẽ dùng mũi dao để mình nạy cái phần rãnh như này nè. Ở đây cũng có một cái đường, mình sẽ nạy từ từ tách ra. Cái máy này á, mình đã tách ra rồi thì đây mình tháo ra rất dễ. Trong quá trình sửa chữa, khi mà sửa chữa xong á thì mình sẽ ốp lại, mình dùng keo, sử dụng keo á, mình dán kín cái này lại cho nó khít lại ha. Mình nảy, mình tách cái hai cái phần vỏ này ra. Bên trong gồm có cái mạch chứa IC về điều khiển CC2640. Cái phần này là cái giắc sạc ngõ vào ha, nút ấn điều khiển ha. Nhấn hai nút hai lần là chế độ rung mạnh. Đây là con motor rung của nó. Tiếp theo đây mình sẽ dùng một cái vít ba ghe nhỏ để mình tháo hai con ốc giữ cái mainboard này. Thì việc hướng dẫn sửa chữa rất cần thiết để khi mà các bạn không biết, nhất là mấy bạn nữ thay pin ở nhà hoặc là mình đem ra tiệm, có những cái hướng dẫn sửa chữa
mình không phải bối rối khi mà mình mua những cái máy này và mình không biết cách sửa. Thì ở đây mình đã tháo bung ra rồi. Phía dưới này á là một cục pin ly polymer giống như cục pin của cái hộp sạc tai nghe Bluetooth hoặc là cục pin sạc của cục sạc dự phòng, pin sạc điện thoại. Nó sẽ có 4 dây, ở đây 2 dây nè kết nối với motor room và 2 dây kết nối với pin. Ở đây mình sẽ dùng cái mẫu hàng, mình xả hết tất cả các dây này ra nha. Mình sẽ xả dây pin ra trước. Ở trên á nó sẽ có ký hiệu âm dương nên các bạn không cần quan tâm ha, rất dễ. Đây dây âm nè. Còn cái dây dương trên bo á nó sẽ có với ký hiệu dấu cộng. Các bạn lưu ý là tách hai cái dây này cho nó cách ly ra nhau ha, không được đừng để chạm, nó sẽ làm nóng chảy pin và chạm. Ở đây cái chân motor điều khiển nó cũng có chân cộng và chân trừ, mình sẽ tách ra tương ứng. Đây là cái bo mạch chính điều khiển của nó. Nó sẽ dùng con vi điều khiển CC2640. Như lúc đầu mình đã nói, cái con này á là IC chính của nó, trên đây là thạch anh lao dao động. Thứ nhất nó sẽ điều khiển được cái chế độ motor room. Mình nói như ví dụ như các bạn nhấn một nút bấm á, thì các bạn sử dụng app Foreo á, các bạn tải dùng thì nó sẽ chạy ha. Còn các bạn nhấn nút nguồn, tắt mở nguồn 2 lần thì nó sẽ phát ra cái chế độ rung mạnh. Khi các bạn bật nguồn lên á thì nó sẽ kết nối với điện thoại thông qua cái cổng Bluetooth. Đồng thời nó sẽ điều khiển nguồn và các chế độ sạc pin. Tiếp theo đây mình sẽ nói về một số các hư hỏng thường gặp khi các bạn sử dụng máy rửa mặt hiệu Foreo. Cái ban thường gặp nhất là cái ban bị mất nguồn ha, hoặc sạc không vào. Một số bạn để cái máy rửa mặt này rất lâu và các bạn không sử dụng thì giống như cục pin điện thoại á, pin này sẽ được xả, nó sẽ cạn dần. Lúc đó các bạn sạc không vô và mở nguồn không lên. Những trường hợp này á, các bạn có thể kiểm tra pin bằng cách đo điện áp dùng đồng hồ VOM. Nếu mà các bạn đo điện áp thấp thì các bạn dùng bộ nguồn kích pin lên, hoặc kích pin không được á, các bạn phải thay pin mới. Như đây mình có cái đồng hồ VOM ha, mình sẽ kiểm tra cái điện áp của nó. Cái thang đo 20V. Mình đo ở đây được là khoảng 4,1V. Như vậy cục pin này tốt ha. Còn trường hợp mà các bạn muốn thay pin luôn á thì các bạn nạy lên bảy cục pin này ra và lấy cái kích cỡ này á, các bạn ra cái
tiệm mà bán pin á, mình thay pin mới rất dễ, không cần phải vô hãng đó mà các bạn thay ha, giá thành khá cao. Trong trường hợp mà cái điện áp mình đo được á, nó rất thấp, nó khoảng dưới 2V á, thì các bạn có thể dùng cái bộ cấp nguồn này mình kết pin. Mình sẽ điều chỉnh cái mức khoảng hơn khoảng 3,7V ha. Rồi mình kẹp vô. Đó. Mình nhìn thấy cái kim nè. Nó sẽ tăng dần lên. Đối với những trường hợp mà điện áp thấp á, khi mà kim nó dần về không á, là cái pin mình đã được kích đầy ha, lúc đó mình sạc. Đây là những đối với những trường hợp mà mình lâu rồi mình không sử dụng cái máy rửa mặt để cho pin của mình nó cạn á, thì mình sử dụng áp dụng cái phương pháp kích pin này để mình sử dụng lại. Cái ban thứ hai thường gặp là cái ban máy rửa mặt của mình đó, nó bị mất rung hoặc không rung ha, hoặc cái trường hợp thường gặp nhất là rung một chút rồi tắt. Như đây mình kiểm tra rung như thế nào thì mình có cục pin mình sẽ test, hoặc ở đây mình có bộ cấp nguồn cho điện thoại á, mình sẽ cấp thẳng cái nguồn 4V vô đây, hai chân này nè cộng trừ. Mình dùng cái kẹp cá sấu mình kẹp vô. Nếu mình cấp điện vô á, mà cái rung này nó không quay á, là cái rung nó hư ha. Còn giờ nó quay như thế này á. Đây. Các bạn nhìn thấy nó quay không? Là cái rung này tốt ha. Còn trong trường hợp mà motor không quay á, hoặc là cái cày giật, thì các bạn xác định là cái motor này đã hư rồi ha. Mình sẽ tiến hành mình thay thế. Thay cũng dễ. Mình ở đây mình giữ nguyên cái dây này, mình xả hai cái chân ở đây ra. Các bạn dùng cái vít đó, các bạn mở bốn ốc này ra. Trường hợp mà hư motor cũng hay xảy ra nha. Nói chung đồ điện tử á, cái bộ phận nào cũng có thể hư được. Pin motor hoặc là trên bao mạch. Đây tay mình tách ra được rồi. Đó. Mình xả hai cái chân này ra. Chân cộng chân trừ ha. Mình mua cục motor khác mình về mình thay trong trường hợp mà cái motor này nó không quay ha, hoặc nó quay cày giật. Như các bạn nhìn đây nè. Trên đây nó cũng hơi bị rỉ sét ha, nó cũng bị ẩm nước nha. Trong quá trình hoạt động á thì nước nó cũng ẩm vô đây, nó làm nó rỉ sét cái motor này. Đó là những cái trường hợp mà máy của mình nó bị mất rung, không rung, rung một chút rồi tắt. Một cái trường hợp hay hư hỏng nữa là nó không nhận hoặc không kết nối được Bluetooth. Là do cái con vi điều khiển này. Đây là cái anten thu phát Bluetooth. Phần ngõ ra của con vi điều khiển ha. Đây là cái thạch anh tạo xung dao động. Thì trong trường hợp mà những cái vấn đề mà không kết nối Bluetooth được á, thì mình sẽ tiến hành mình thay thế cái con vi điều khiển này, hoặc là mình kiểm tra các con tụ cuộn dây điện trở ở đây nè, hoặc những cái
phần mà tiếp xúc anten chỗ này nó có bị đứt chân hoặc bị oxy hóa vô nước ra ten chỗ này không, thì mình tiến hành mình xử lý và mình câu lại. Các bạn là người sử dụng, các bạn không can thiệp được vào cái phần cứng như linh kiện hoặc IC thì các bạn sẽ gửi cho các trung tâm bảo hành sửa chữa để mình can thiệp ha. Còn những cái vấn đề mà đơn giản như thay dắt sạc nè, để lâu quá nó bị oxy hóa vô nước ra ten á, mình có thể mình thay cái dắt sạc này được ha. Hoặc cái phần đơn giản như các bạn ở nhà mình thay pin, mua pin khác cùng kích thước về thay, rồi hư motor thì thay cái motor khác. Bên ngoài nó sẽ có bán những cái sản phẩm này, những cái bộ phận như thế này, mình mua và mình thay thế được. Một cái bên hay gặp nữa là cái bàn phím bấm này á, nó không ăn ha, bấm một thời gian á thì các bạn bấm như nó bị liệt phím á, bấm hoài nó không ăn, thì mình thay cái nút này. Ở đây rất dễ, mình dùng cái bảo hàn á, mình tách ra bốn cái chân này ra, rồi mình mua nút khác mình gắn vô, cũng khá đơn giản nha. Đây là một số lỗi thường gặp khi các bạn sử dụng cái máy rửa mạch Fourier Luna 3. Sau khi mà các bạn sửa chữa xong thì các bạn ráp lại ngược lại như cũ, trong quá trình mà các bạn tháo ra nha. Cái đây nè, mình bóp vô cho nó sát, rồi mình lấy keo á, mình keo các bạn để cho nó kín thôi nha. Đó, dán những cái phần viền bên đây nè. Trước khi làm á thì mình test trước nha, mình gắn bo, gắn rung vô, rồi mình bấm nút, mình cắm sạc vô kiểm tra coi ok tất cả, rồi mình bắt đầu mình tiến hành lấy keo á, mình dán kín mấy cái viền này nè. Các bạn có thể dùng keo E7000 hay B8000 cũng được ha. Đó, rồi mình nhét lại cái miếng silicon này vô cái phần vỏ máy. Cái phần đế phía dưới này mình cũng dán một lớp keo, ở đây nó dán lớp keo hai mặt. Đó, mình ốp vô để cho nó kín lại ha. Như vậy là xong. Tóm lại trong video này á, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để mà bạn tháo máy, sửa chữa cái máy rửa mặt Fourier Luna 3 và Luna Mini 3. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì á, các bạn cứ để lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.